xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Năm, 2 tháng 8, 2018, tại tòa thị chính thành phố Orange, Nam California, gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn đã tổ chức buổi họp báo để đưa tin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chính thức xác nhận ông Michael Nguyễn đã bị bắt. Với sự hiện diện của bà Nguyễn Bảo Hiếu, phu nhân của ông Michael Nguyễn và bốn người con gái, bà Mimi Water, dân biểu liên bang và giới truyền thông báo chí, ông Mark Roberts là em rể của ông Michael Nguyễn, đại diện cho gia đình, sau khi nói mục đích buổi họp báo và cảm ơn sự giúp đỡ của bà dân biểu Mimi Water. Ông đã cho biết, ngày 27 tháng 6, ông Michael Nguyễn đã đáp chuyến bay về Sài Gòn và theo như dự tính, ông sẽ trở về Mỹ ngày 16 tháng 7. Ông vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình, nhưng vào ngày 5 tháng 7, gia đình đã mất liên lạc với ông và sau nhiều ngày tìm kiếm, vào ngày 31 tháng 7, Tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn đã cho bà Hiếu biết hiện nay ông Michael Nguyễn đang bị giam giữ tại Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Sau khi ông Michael Nguyễn vào ngày 7 tháng 7 từ Đà Nẵng trở vào Sài Gòn, khi tới tỉnh Đồng Nai thì bị bắt. Lúc đó trên người ông chỉ có 1.200 Mỹ Kim và 1 triệu đồng Việt Nam và lý do bị bắt là hoạt động chống chính phủ Việt Nam. Cũng trong buổi họp báo, bà dân biểu Mimi Water cho biết bà đang làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tìm mọi cách đưa ông Michael Nguyễn trở về Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Và sau đó chúng tôi đã trực tiếp nói chuyện với bà Nguyễn Bảo Hiếu. Thì ngày 31 tháng 7 vừa rồi thì có tòa lãnh sự Mỹ ở bên Việt Nam tên là ông Frank Sultan, ông có trả lời là bây giờ thì anh khỏe nhưng mà anh cần phải gặp bác sĩ ấy để khám sức khỏe cho anh. Bà muốn có lời nói gì tới đồng hương về việc mà chồng bà bây giờ cần phải sự vận động của chính giới Hoa Kỳ cũng như là của tất cả người Việt hải ngoại thưa bà? Respectfully to the House of Representatives, the senators and the Secretary of State, we would, you know, please and asking for their assistance to getting my husband back home. Cái nguyện vọng của tôi là muốn cầm quyền của chính phủ ở bên Việt Nam trả lại cho người chồng, người cha của chúng tôi. Ông là lo cho con cái của chúng tôi mà ông không có ở nhà thì mấy con của ông rất là tội nghiệp. Lúc nào cũng hỏi tới con cái. Lúc nào cũng con cái cứ hỏi tới ba. Mà tụi nó không ngủ được, ăn uống không được, học không được. Thì làm ơn trả lại cho anh Michael lại về Mỹ. Mỗi lần anh về Việt Nam thì anh cũng có nói người chị này, người chị nọ bệnh như thế này, thế nọ, người ông chú bệnh như thế này, thế nọ, phải đi làm cái gì, hôm nay là cái kế hoạch của ông chú như thế nào và bà chị, kế hoạch của họ, bà chị như thế nào. Ông có nói, về ông kể hết. Và không có phải là đợi tới về nhà kể mà lúc mà anh đi chơi bên đó thì anh cũng gọi về, anh nói chuyện. Rồi anh còn cho mình nói thấy mấy người mà anh đang giống kiểu mấy người chị với lại mấy người chú đấy, mấy người anh để cho tôi thấy mặt mấy người đó là ai. Thì cái đó là thường xuyên anh về, mà trong khi bây giờ á anh bị như vậy, anh không có thể nào mà anh gọi cho tôi biết. Và mấy người họ hàng ở bên đó cũng đang đợi chờ anh để tới thăm, mà họ gọi mà họ hỏi là tại sao không thấy tới thăm. Lúc ngày 16, 17 mấy người đó mới gọi. Thì hôm mấy người hỏi là đến bao giờ anh về chưa mà tại sao không thấy tới. Thì lúc đó tôi mới biết. Kính thưa quý khán thính giả, sau đó khi được giới báo chí hỏi về dư luận có nhiều tin cho rằng ông Michael Nguyễn đang hoạt động trong một đảng phái nào đó, thì bà Nguyễn Bảo Hiếu đã xin không trả lời về những tin đồn. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Khi nào có những tin tức mới nhất về ông Michael Nguyễn, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.